Thân chào các bạn một ngày mới vui tươi. Mình giới thiệu cho các bạn, mình có những cái cây chiếc zin mới này được một năm rồi nè. Bây giờ mình đây là những cái cây chiếc zin của mình nè. Đó, được một năm rồi nè các bạn. Đó. Nè, các bạn thấy nè. Nó đụng đi chậu rồi nè. Nè các bạn thấy nè. Nói chung là mình chiết ra một năm thì mình trồng nó được bao lớn rồi các bạn. Đó, cũ nè các bạn. Thấy chưa? Đó. Thì mình chiết một năm thì mình trồng nó được như thế này. Để mình chứng minh cho các bạn thấy nè. Đây là những cái cây chiếc zin của mình nè các bạn. Nè, cũ nè. Thấy chưa? Đó. Thì một năm mình chiết được một năm mình trồng như thế này. Thì có nhiều bạn mới nói rằng là anh chiết chi cho nó cực, anh trồng xứ hạt á, anh gieo lên, thứ nhất là nó nhanh, thứ hai nữa nó đẹp, chứ hơi đâu mà anh đi trồng những cái cây chiết cành này, nó vừa mất thời gian mà nó vừa không đẹp. Đó, mình thấy nè, đó các bạn thấy nè, đó sau một năm trời thì nó được như thế này nha các bạn, đó nó được như thế này. Thì bây giờ các bạn thử so sánh nè, đó một năm trời nó được như thế này nè, cũ nè, đó, nè các bạn thấy nè, thấy chưa, cũ đẹp chưa. Bây giờ mình nói với các bạn nè, đây là các cây trồng hạt nhá, cây trồng hạt một năm trời đó, thì các bạn thấy nè, đó đây là cây trồng hạt được một năm trời thì nó cũng chỉ lớn chừng này thôi nha các bạn. Đấy, các bạn thấy nè, nó cũng chỉ lớn chừng này thôi ha. Đó, đây là cái cây trồng hạt nha các bạn. Đây thì các bạn thấy đây là cây trồng hạt nè, thì một năm trời nó cũng chỉ chừng này thôi nha các bạn. Đó, các bạn thấy nè, thì mình trồng một năm trời nó cũng chỉ chừng này thôi. Thì một năm trời khi mình trồng cái cây sứ chiếc cành thì nó cũng như thế này. Để mình so sánh rằng, các bạn nói là trồng cây sứ hạt nó mau lớn hơn, thật sự thì mình thấy nó cũng tùy theo cái giống cây các bạn, chứ nó lớn hơn cũng chả bao nhiêu đâu. Thì các bạn thấy nè, đó thì mình trồng mình khi mình cắt cành mình chiết cho đến 8 tháng cho đến một năm thì nó cũng chừng này. Thì khi các bạn trồng một cái cây sứ hạt từ nhỏ bé tí như thế này ha, thì đến gần một năm sau thì đó, như cái cây này nè các bạn thấy nè, thì nó đã 6 tháng 7 tháng rồi đây, nó chừng này thì sau một năm trời thì nó mới được chừng này nha các bạn. Đó là những cái cây sứ hạt mình gieo hạt. Vậy thì những cái cây sứ chiết cành thì sau một năm trời nó cũng như thế này. Thì các bạn nghĩ thằng nào lớn hơn thằng nào ha? Đó, một năm trời là nó như thế này nha các bạn. Thì bữa nay sẵn rồi mình nhổ ra rồi mình ấy cho nó luôn nha các bạn. Mình thay chậu cho nó luôn. Đây, sau một năm trời mình chiết cành nó ra chừng này ha. Đây, sau một năm trời mình chiết cành nó ra chừng này. Đó, thì mình cũng xin nói lại với các bạn nè, cái củ gieo hạt là nó chỉ chừng này thôi. Đó, nó vậy. Thì đây là cái cây dâm cành thì nó như thế này. Thì các bạn thấy rằng là cái sự phân chia cũ, bố trí cũ thì theo như mình nghĩ thì cái thằng dâm cành nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi chưa kể khi nó ra rồi thì các bạn xếp rễ hay này kia nọ thì nó cũng dễ dãi hơn. Dễ dãi hơn cái thằng củ sứ. Tại vì củ sứ á, thằng cái thằng hạt á thì nó chỉ bằng đầu nó lên cái thân bự trước nó đù ra. Rồi bắt đầu dưới nó mới chia cũ. Có nhiều thằng nó không chia cũ luôn. Đó nó như thế. Còn đầu nó ra thì nó đù như thế này nha các bạn. Đó, nó nụ như thế này rồi sau bắt đầu lớn lên nữa thì bắt đầu nó mới chia củ dưới, nó chia củ tầng dưới này. Còn cái thằng sứ dâm cành thì nó chia củ từ trên luôn nha các bạn, từ trên thân nó mọc rễ ra là nó chia củ luôn. Đó, nó chia củ ra luôn vậy đó, từ trên thân nó mọc ra là nó chia củ ra như thế này nè. Để các bạn thấy nè, đó nè, nó chia củ nè, thấy chưa. Đó, nó chia củ ra từ cái rút trên thân nó mọc là bắt đầu nó chia củ ra luôn. Nó thì mình sau này mình có làm rễ làm đồ mình rất là dễ luôn, nó dễ cho mình lắm.
Cho nên là nói gì nói chứ mà cái những cái cây dâm cành thì mình vẫn thích hơn. Thì nếu mà các bạn nói rằng nó chậm lớn thì nó cũng có chậm lớn, nhưng mà nó không đáng kể nha các bạn. Thì ăn thua nữa mình chăm sóc thôi, chứ mình thấy nó cũng lớn nhanh lắm á. So với cái thằng xứ hạt thì thấy nó cũng 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 1 8 1 10, cho nó không có thua đâu. Có điều quan trọng đó, khi nó ra thì nó mọc từ trong 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 nách nó ra luôn như thế này. Còn cái thằng xứ cũ thì nó ra cái thân trước, nó nù cái thân trước, rồi bắt đầu từ cái thân đó nó nù ra, xong rồi nó dưới cái thân đó nó bắt đầu nó mới mọc rễ nha các bạn. Đó, thì đó là những cái cách cấu tạo của những cái thằng xứ hạt và cái thằng xứ dâm cành. Thì ăn thua nó mỗi người có mỗi cái cách chơi thôi, chứ mà ở đây vườn hoa ba trồng thì vẫn thích những cái cây dâm cành, tại vì để sau này khi nó lớn á, mình muốn tạo bộ rễ cho nên thế nào theo cái ý của mình rất là dễ luôn, rất là dễ chịu luôn. Rồi mình ấy nó cũng dễ nữa, mình sau này mình làm rễ nó cũng dễ nữa, mình chăm sóc nó cũng dễ nữa các bạn. Rồi các bạn thấy này dễ thương không? Đó, nó ra một ấy như thế này. Đó, bây giờ mình tiến hành mình thay chậu cho nó nha các bạn. Thì những cái cây này nè thì nó ở cái thế như thế này thì các bạn cũng đừng có xả tàn theo như ý mình đó, thì nó tùy theo. Có những cái cây như thế này thì mình cái ý của mình đó là mình muốn để cho nó phân chia tàn nè, một nè, các bạn thấy nè, một chia tàn nè, hai chia tàn nè, ba chia tàn, bốn chia tàn, năm chia tàn. Thì sau này mình sẽ chơi cái ghép ghép tầng, mình ghép từng tầng từng tầng từng tầng này để mình chơi đó, cho nó lạ. Nhưng mà cây ghép tầng thì nó cũng đẹp lắm nha các bạn, nó có cái thẩm mỹ riêng của nó. Nó như cái thằng này cũng vậy nè, các bạn thấy nè, mình để như thế này thì sau này bắt đầu mình cũng ghép tầng, mình chỉa đây một tầng đó, mình lên một tầng. Chứ còn bây giờ thí dụ như để như thế này, các bạn muốn cắt ngang đây cho nó phân tàn cũng được, nhưng mà thôi, những cái cây này mình chơi nó có thế này thế nọ thì nó đẹp hơn đó. Những cái cây như thế này nè, các bạn thấy nè, đây những cái cây như thế này, thí dụ như các bạn để các bạn ghép tầng cũng được. Còn không có, bây giờ các bạn như ở đây là mình xả nè đó, mình xả bằng rồi bắt đầu mình ghép bằng hết vậy cho nó đó, thì nó ra sau này nó ra nó sẽ thành một lùm nha các bạn. Đó là cái cây, đó là cái cây các bạn ghép lùm. Còn những cái cây này sau khi này các để nó lớn lên thì các bạn ghép tầng cho nó đó. Thì những cái cây này là có cố ý chủ định là mình để là mình định ghép tầng, cho nên nó như thế này nha các bạn. Đó, nó như cái cây này cũng vậy nè, các bạn thấy nè, nó mới ra chừng này thôi mà cái củ nó đã như thế này rồi, các bạn thấy nè, nó chia tầng chia củ ra. Thì sau này các bạn dễ sắp củ lắm, cái là thay chậu rồi các bạn sắp củ thôi. Mà sau này ghép tầng cây nó cũng đẹp lắm nha các bạn, nó ra nó đẹp lắm. Còn những cái thằng mà mình trồng củ nè đó, thì nó cũng chỉ ra chừng này thôi, rồi nó cũng gần 1 năm trời thì hai thằng nó cũng giống nhau thôi. Thì mình thấy mình có cái gì mình chơi cái đó thôi à các bạn. Bây giờ các bạn thí dụ như các bạn trồng hạt, có hạt thì các bạn trồng thì các bạn chăm sóc, thời gian nó cũng bằng vậy thôi. Còn không có thì các bạn dâm cành thì nó thời gian nó cũng bằng vậy à. Ăn thua là các bạn chăm sóc á, chăm sóc cái thời gian nó như thế nào để cho nó hợp lý mà, chứ không phải là cây nào lớn hơn cây nào hết á. Nếu các bạn chăm sóc tốt thì thằng nó phát triển cũng đều nhau thôi à. Thì ráng làm sao mà chăm sóc được 1 năm trời thì ghép thì tốt nhất. Đó là đây là những cái cây xứ hạt nè, còn đây là những cái cây dâm cành của mình đó. Thì các bạn thấy mỗi thằng nó có mỗi cái vẻ riêng, chứ còn các bạn nói là thằng nào lớn hơn thằng nào nhỏ hơn thằng nào thì mình thấy nó cũng vậy à. Thì mỗi cái thằng nó phát triển thêm một cái chiều hướng khác nhau. Nó như thằng này mình dâm cành nè, cái cây này mình dâm cành nè, các bạn thấy nè, mình dâm cành nè, các bạn thấy cái nấc mình dâm cành không?
đó, mình cắt ra tới đây. Nhưng mà cái thằng này thì nó không ra nhiều củ mà nó chơi cái bộ củ thành cái củ chà bá, nó giống y như là y như là cây gieo hạt này, các bạn thấy không? Khi mình chiết cành là mình cắt tới đây, thấy chưa, mình cắt tới đây rồi mình dăm xuống. Mà cái thằng này thì nó không chịu ra nhiều rễ, nó ra có một rễ một, thì các bạn nhìn vô các bạn cứ tưởng đâu là cái cây gieo hạt không, thấy không, một củ chà bá, nhưng mà nó là cái cây dăm cành, nó ngộ vậy đó. Đó, bây giờ mình trồng cái cho nó nha các bạn. Cái đam mê này nó cũng mệt lắm. Ngày hôm qua có một cái bạn điện thoại tới cho mình nói: trời ơi, tôi chơi mà vợ tôi nó cứ la, nó chửi hoài, cái lâu lâu mà xin nó lén 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 lấy mấy trăm ngàn đi mua sứ, là nó lại la lại chửi. Thì đó là cái bệnh của đàn ông mà, chứ bơ hoa ba trồng cũng vậy chứ đâu khác gì bạn đâu. Tại vì sao? Tại vì mình chơi cái đam mê của mình đã không có giúp gì được cho vợ con mà còn tốn tiền của nó. Tất nhiên đồng bà mà, đưa tiền nói các chị em mà đừng có động lòng, đừng có buồn, chứ đây là cái thực tế mình tâm sự cho nó vui. Là nhiều khi các bạn có tiền, các bạn làm lương, các bạn đem về cho vợ con thì nó vừng mừng, nó vui. Còn các bạn lấy tiền mà các bạn đi mua thì nó vừa mất cái hao hụt cái tài chính, rồi nó vừa các cái khoản các bạn đã tính toán hết rồi. Ví dụ như con ăn học này, rồi ăn uống hàng ngày này, rồi để dành lúc bệnh lúc đau này. Thì tất nhiên các bạn đi lấy cả triệu bạc, các bạn mua mấy cây sứ về thế nó hao nó hụt, rồi không đủ tiền chi tiêu, thì mấy bạn phải nhân. Cái chuyện đó bình thường mà mình đã chia sẻ ở đây mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ mình mới nói. Nhiều khi mình nói ra thì các chị em cũng là phận đàn bà mà, nói ông nói xấu đàn bà, đàn ông nói xấu đàn bà, không phải. Bây giờ các bà mà đam mê cũng vậy à, các bà đam mê các bà cứ lén lén lấy tiền các bà mua thì hãy chồng biết chồng cũng phải cằn nhằn. Tại vì những cái việc làm đó là chỉ những cái người đam mê người ta mới hiểu thôi. Còn những cái người ở ngoài ngành, trời ơi, mua chi mấy cái quỷ đó mấy trăm ngàn cho tôi cũng không thèm. Thèm chứ sao không thèm, có mê đâu mà biết không thèm. Mê mới thèm. Không đam mê mà biết thèm. Cho tôi cũng không thèm thì đúng rồi. Có mê đâu mà cho không thèm. Cho cũng đem dục ngoài đường, không biết để đâu cho nó hết à. Giống như ngày xưa mà, cái thời kỳ mà phong trào cá la hán nó còn thịnh hành đó các bạn, mà hồi đó mình sửa điện tử, mình sửa điện tử mình cứ lén 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 lúc nào mà mình có tiền á, cái bắt đầu mình mua con cá 1,5 triệu, 1,8 triệu, mà hồi đó nhiêu vàng có 500 ngàn à, 1,8 triệu các bạn biết bao nhiêu, hơn 3 chỉ vàng một con cá. Mà về bả hỏi: ủa anh mua con cá nhiêu? Ủa 60 ngàn. Trời ơi, trên chợ nó mua có 28-30 ngàn một ký, quá trời. Ông mua con chút xíu mà 60 ngàn, đã giảm giá đến gần cả ngàn lần rồi mà vẫn còn bị chê mắt, thì các bạn cứ nghĩ coi, nó là như thế. Tại vì trong cái người đàn ông của mình á, là chỉ biết đi làm về rồi có tiền giao cho các bà là chi tiêu như thế nào, con ăn học rồi tiền hành, tiền tỏi, tiền đám ma, đám sinh, đủ thứ đối nhân xử thế. Thì nó hao hụt, nó hao hụt thì tất nhiên các bà phải nhân thôi, chứ tự nhiên đi lấy cả triệu bạc gì đi mua sứ, nó không có gì hết. Mà trong khi gia đình đang thiếu hụt thì các bạn nghĩ coi, thì đàn bà làm sao được. Còn cái chuyện đam mê mình chơi thì mình chơi thôi, chứ bây giờ cũng giống như có một cái câu châm ngôn của người phương Tây ấy mà, ta nói miệng là của thế gian, cuộc sống là của các bạn. Cuộc sống của các bạn thì các bạn sống theo cuộc đời của các bạn, còn miệng thế gian người ta muốn nói gì người ta nói là chuyện của người ta, nó là như thế. Thôi buổi sáng mình làm một chút video để mình tâm sự chia sẻ cho các bạn những cái cây sứ mà các bạn nói. Có nhiều các bạn nói là sứ sứ chiếc cành nó không có đẹp,
nó không có màu lớn bằng cái xứ gieo hạt, rồi nó không có đẹp bằng cái xứ gieo hạt, không phải đâu các bạn. Thằng nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó, mỗi thằng nó có mỗi ấy nè các bạn thấy nè, mình cũng đâu ấy đâu nè các bạn, cứ nghĩ coi. Khi như những cái cây này nè mà nó lớn một cái nha, rồi các bạn xếp rễ xếp đồ lại thôi, các bạn thấy nó có đẹp hay là nó xấu. Đó, xếp rễ lại đàng hoàng, làm rễ bàn rễ nôm coi nó đẹp hay nó xấu vậy thôi. Nó như cái cây này cũng vậy nè đó, mình trồng cái này làm gì được 6 tháng, mới 6 tháng thôi chứ chưa tới 1 năm đâu. Tại cái này mình mới chiết cái đợt vừa rồi mà mình làm video cho các bạn đó, bây giờ nó đã ra rễ như thế này đó. Mình cứ tưới N3M, nếu mà nó màu ra rễ, rễ màu lớn thiệt, công nhận. Cái N3M đó tưới nó cái rễ nó màu lớn thiệt. Dạ thấy không? Buổi sáng mình làm tí xíu video để chia sẻ cho các bạn trong ngày để làm niềm vui. Thì một ngày mới mình luôn luôn chúc các bạn nhiều sự may mắn, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn và sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người nha.